hoa chung xanh khắp Ta Bà. Pháp Phật viên dung Đức Thích Ca, trẻ thời không học làm sao tiên, dân bước ra đi đến mọi miền. Thân này nhiệt huyết sao chi nguy khô, đi chữ từ bi khắc ghi tâm hồn. Làm sao tiến dân bước ra đi đến mọi miền. Thân này nhiệt huyết xa chi mì khôn, vì chữ từ bi khắc ghi tâm hồn. Chúng ta phát nguyện tu hành giải thoát, dành về con tình sống đời an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu Phật thất. Thưa quý vị Phật tử, hôm nay ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tôi lại có dịp đến với đạo tràng để nói chuyện với quý vị về một số vấn đề về Phật pháp. Khóa tu Phật thất lần thứ 55 này, quý Phật tử đã trải qua 6 ngày. Thông thường với một cái thời gian như vậy, chúng ta làm việc với một cái trạng thái mất chánh niệm, mất tỉnh thức, một việc làm không có lợi ích. Chẳng hạn như là chúng ta đi chơi, chúng ta làm những việc nó mang cái tính buông lung, phóng dật. Thì trong những thời gian ấy, khi chúng ta thực hiện những cái việc làm như thế, thì cái thân của chúng ta cảm thấy mệt mỏi vô cùng, và cái tâm của chúng ta nó vô cùng tán loạn và nó không được an định. Nhưng mà với cái thời gian 6 ngày tu tập như quý vị ở đây, thì tôi chắc chắn rằng cái tâm của quý vị sẽ được thanh tịnh và cái thân của quý vị cảm thấy được an lạc, nhẹ nhàng, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, và cái tâm của mình cảm thấy được thanh thản, được định tĩnh, và cái trí tuệ của mình nó được sắc bén ra, nó nhìn được chân tướng sự thật của cuộc đời. Và cái phước đức của mình, cái công đức của mình, nó lớn dần theo cái chiều hướng tu tập của mình. Như vậy, nếu chúng ta xét ở trên bình diện của một cá nhân nào đó, thì chúng ta thấy rằng thời gian tu tập nó sẽ tỷ lệ thuận với cái suối nguồn an lạc và hạnh phúc. Nó tỷ lệ thuận với cái sự giác ngộ, cái sự tỉnh thức. Chính vì lẽ đó mà các vị cổ đức mới nói rằng: thương mình
tu tập là khôn. Thương mình phóng dật thì tự chôn lấy mình. Nếu mà mình biết cách mình thương mình, mình thương mình tu tập, mình đem những cái giá trị đạo đức đi vào trong tâm của mình, mình đem những cái suối nguồn hạnh phúc đi vào trong tâm của mình, mình huân tập cái tâm của mình nó được thánh thiện. Khi mà mình thương mình được thì chính là mình thương tất cả nhân loại. Vì mình thương mình được thì mình mới có khả năng mình thương người khác và mình chia sẻ những hạnh phúc cho người khác. Còn nếu mà mình cũng thương mình nhưng mà thương đặt trên nền tảng của tà kiến, đặt trên nền tảng của dục vọng, thì mình thương mình bằng cách mình phóng dật, buông lung, mình chỉ biết hưởng thụ cho cá nhân mình thôi. Mình hưởng thụ bằng những cái vật thực theo như bản năng, theo những cái lề lối cũ xưa của mình, thì mình thương mình cách đó thì mình tự chôn lấy mình. Chôn lấy mình là mình chôn mình lấp mình, để cho mình đi vào trong bóng tối của khổ đau, của bất hạnh. Như vậy quý vị ở đây, mình đang thương mình bằng cách nào đây thưa quý vị? Mình thương mình là mình tu tập. Quý vị có cảm thấy rằng mình có hạnh phúc hay không? Thì đề tài hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho toàn thể đạo tràng ở đây là hạnh phúc chân thật. Thông thường người ta quan niệm cái hạnh phúc, cái hạnh phúc là một cái gì đó nó thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Chẳng hạn như nó thỏa mãn về tiền tài, nó thỏa mãn về sắc đẹp, thỏa mãn về danh vọng, địa vị, quyền chức, ăn ngon và ngủ kỹ. Chẳng hạn như cái hạnh phúc của lứa đôi, hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của sự yêu đương tình cảm nào đó được bền lâu, thì người ta cảm thấy rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà với chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn, có cái nhìn tuệ giác hơn, thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái giá trị hạnh phúc đó, nếu nó không có sự hỗ trợ của thiện pháp, không có sự nâng đỡ của thiện pháp, không có sự bảo trì của thiện pháp, và không có sự soi rọi của chánh kiến và bảy chi phần còn lại trong bát chánh đạo, nghĩa là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nếu cái hạnh phúc đó nó không có sự hộ trì, không có sự soi rọi của con đường bát chánh đạo, thì cái giá trị hạnh phúc đó nó sẽ rất là mong manh, nó rất là dễ vỡ. Như Tổ Quy Sơn ngài nói, Tổ Linh Hữu đó thưa quý vị, thí như sưng sương hiểu lộ, thúc hốt thúc vô, ngạn thọ tỉnh đằng, khởi năng trường cửu. Cái hạnh phúc nó mong manh, giống như sương mùa xuân mà sớm mai nó có rồi nó sẽ tan đi. Nó có, nó thoạt chút bèn tan, nó có rồi cái nó tan đi. Quý vị thấy như